Chắc hẳn là có nhiều bạn nếu như mà không có điều kiện để nạp game sẽ gặp phải một số vấn đề sau đây. Đầu tiên, đó chính là trong cái phần huyết mạch thiên tiên này thì sẽ không mở được tính năng tự động. Cái thứ hai, ở trong phần khiêu chiến chấn yêu tháp, ôi trời ơi, nếu như mà chúng ta cứ ngồi đánh như thế này ở giai đoạn đầu à, mệt lắm các bạn ơi. Không chỉ các bạn cày chay mà kể cả các bạn nạp vào đây ấy thì cũng rất là mệt luôn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để có thể cài đặt auto dành cho những bạn mà chơi trên máy tính nha, như kiểu là hack luôn đấy, không cần phải nạp tiền mà vẫn có thể auto bình thường. Cái đầu tiên để làm được việc này, các bạn phải tải cái ứng dụng LD Player về các bạn nhé. Các bạn chọn vào huyết mạch thiên tiên các bạn nha. Các bạn hãy ấn vào phần chữ A này, mở cái nút bắt đầu này lên và chúng ta chỉ việc đặt đúng con trỏ vào đây cho mình nha. Và các bạn ấn một phát, thế là ok. Như vậy là chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đổi tên, đó chính là tiểu yêu tầm đạo huyết mạch thiên tiên 2. Đó, ok. Sau đó các bạn ấn vào hình cái bánh răng. Ở đây thì các bạn chọn là dừng thủ công này. Tốc độ các bạn cho luôn x3. Đấy, thậm chí là x5 cũng được. Đấy, sau đó các bạn ấn lưu. Các bạn để ý là tại sao mình lại chọn con chuột ở cái góc bên trái của cái phần kích hoạt thiên tiên này. Bởi vì khi mình ấn vào đây cái thì nó sẽ hiện luôn ra chữ quên. Đấy, thông thường thì những cái trang bị mới lực chiến nó sẽ thấp hơn. Và ấn quên luôn. Đấy nha, mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn này. Đấy, ok, nó sẽ tự động quên cho các bạn luôn này. Ok. Đấy, thế là trong lúc đấy các bạn hoàn toàn là có thể làm những việc khác. Và trong trường hợp nếu như mà nó hiện lên một cái trang bị lực chiến cao hơn thì nó sẽ ra giao diện như thế này, đúng không? Thế lúc nào mà các bạn tự nhiên quay trở lại cái màn hình mà thấy giao diện như thế này thì các bạn có thể ấn dừng ở đây nha. Cái này gọi là tạm dừng. Ok. Rồi các bạn ấn dấu X đi. Đấy, số huyết mạch bạch hổ nhiều hơn này thì ok, thay luôn. Tiếp theo đấy các bạn lại ấn tiếp vào cái phần nút play này để cho nó tự động huyết mạch tiếp. Các bạn thấy không? Đấy, và khi mà có cái trang bị mới thì chúng ta lại tiếp tục power nó lại. Rồi, ok, thay luôn. Thì đấy là để dành cho những bạn nào mà đang bận việc ấy, thì các bạn có thể để auto như thế. Và trong trường hợp nó ra một cái trang bị xịn sò hơn thì nó vẫn dừng lại ở đấy. Thế lúc nào rảnh các bạn quay lại màn hình các bạn chọn lại thôi. Tiếp theo, đó chính là ở trong cái phần trấn yêu tháp. Cái trấn yêu tháp này thì lại cực kỳ dễ dàng luôn. Đây, mình sẽ tắt bỏ cái này đi đã. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục ấn vào phần chữ A này. Ấn bắt đầu. Và các bạn chỉ cần ấn một phát click vào đây là xong. Đấy. Ví dụ bây giờ mình sẽ đổi lại là TITD. À, leo tháp. Đấy. Ok. Tiếp tục vào bánh răng cài đặt dừng thủ công. Chọn X5. Rồi. Ấn lưu nha các bạn. Và bây giờ chúng ta chỉ cần ấn vào cái phần nút play này, nó sẽ tự động chơi này. Các bạn thấy không? Bởi vì là cứ qua 5 hiệp là nó sẽ tiếp tục là ấn vào phần bỏ qua. Đó, các bạn thấy chưa? Cực kỳ là easy luôn. Và cũng tương tự như những cái auto trước thì cái auto này nó sẽ chỉ đánh được cho các bạn đến khi nào mà nó lên một cái tầng mới các bạn phải lựa chọn búp ấy. Thì chúng ta tiếp tục là tạm dừng, sau đó là lựa chọn những cái búp mà chúng ta cần nha. Mình thì hoàn toàn có thể lựa chọn những búp dự kiến, bật sở thích lên và ấn chọn nhanh cho xong. Và tiếp tục ấn vào cái nút này. Và như vậy là nó lại tự động làm. Lúc đó mình lại có thể làm việc khác bình thường các bạn ơi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ, có nhiều thời gian hơn để làm việc khác. Đừng để game chơi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.